Trời ơi, cả nhà mình nhìn xem thương chưa cả nhà? Ở cái chân chú. Trời ơi, thương vậy. Trời, cả nhà mình nhìn xem là chú đi vậy. Ở đây họ trồng bắp nhìn rất là đẹp. Đường đi trên này cũng rất là khó đi cả nhà. Xin chào, mình là Bắp đây. Bắp xin chúc tất cả ông bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Hôm nay Bắp sẽ đưa cả nhà mình lên trên một cái chân núi để thăm một hộ gia đình. Cuộc sống của họ rất là khó khăn và đáng thương luôn cả nhà mình. Gia đình có hai cô chú. Chú thì bị tật cái chân, bị từ lúc bẩm sinh tới giờ cả nhà, đi lại rất là khó khăn. Gia đình phải chạy lên trên cái đồi núi này để mưu sinh đó, để lập nghiệp cả nhà mình. Ở dưới làng thì không biết làm công việc gì. Đây là con đường đi vô nhà gia đình cô chú. Trong khu vực này Bắp cũng thấy một số người dân và đồng bào Rắc Lây họ sống rải rác, lưu thương, cách xa xa nhau thì có một cái nhà. Gia đình của cô chú thì nằm dưới một cái chân núi luôn cả nhà mình. Tới đó là đường cùng luôn á, ngõ cục luôn, không còn đường đi nữa. Hoàn cảnh của cô chú thì bắt được một người dân khu vực nơi đây chia sẻ. Bây giờ Bắp sẽ mời cả nhà mình đồng hành cùng Bắp đi vào nhà cô chú để hỏi thăm sức khỏe và thăm cuộc sống của cô chú hiện tại như thế nào nhé. Thời tiết ở quê Bắp thì rất là thất thường. Hiện tại thì bước vào mùa mưa rồi cả nhà mình. Sáng nắng chiều mưa, có ngày thì mưa cả ngày luôn. Đôi lúc mưa quá đi, mình đi làm cũng rất là cực cả nhà. Không làm được công việc gì hết. Dạ con chào cô. Trên khu vực này Bắp có thấy họ trồng sầu riêng được cả nhà. Bên trong có mấy cây sầu riêng kìa. Tại vì ở cái vùng trên này là nó gần núi á, cho nên nhiệt độ khí hậu nó mát mẻ, trồng sầu riêng được. Còn phía dưới là nắng nóng lắm, không có trồng được cái mà. Phía trước đó là ngôi nhà của gia đình của chú cả nhà mình. Trời ơi, con nít gì mà đông thế. Trời ơi, mấy đứa nhỏ gì mà đông như vậy. Cả chục đứa luôn á. Con chào chú. Dạ. Cái này là ngôi nhà của mình ở đây lâu chưa chú? Ở lâu rồi, từ chắc nếu mà từ đó tới giờ này chắc 20 năm. Dạ, 20 năm hả? 20 năm rồi. Dạ, khá là lâu ha. Lên tới nhà chú là còn con đường nào mà đi băng qua lên núi nữa không? Có đường đi kiếm ăn có, đi kiếm ăn đồ có, mà không có. Dạ. Nhà nữa. Đây là nhà cuối cùng luôn ở đây. Dạ. Này là ngõ cục luôn. Ngõ cục luôn.
Nếu mà đi kiếm măng, đi lên rừng, lên núi thì phải đi bộ thôi, à, không có đi xe được nữa, đúng rồi chú? Đúng. Dạ. Chú ơi, con nít ở đâu mà đông thế chú? Từ dưới của mấy đứa nhà dưới lên từ đây chơi nè. À, dạ. Chú ơi, năm nay chú bao nhiêu tuổi chú? Nếu tính theo năm mình 68, bữa nay chắc còn 50 mấy hả? Dạ, 50 mấy tuổi. Ờ, dạ. Được 56 không biết. Vậy cô đâu chú? Đó. À, cô ngồi đấy hả? Cô ngồi núp bóng này hả? Con chào cô nha. Dạ. Cô chú là cô chú ở trên này một mình hay là có con cái ở chung với con cái gì không chú? Không, ở riêng mình với cô với vợ chú rồi đứa con út kia. Dạ. Còn đứa hai đứa con trai nữa nó có gia đình hết rồi, gia đình ở Bắc vợ bên Gòn có, ở Bún có. Con cái của chú thì lập gia đình hết rồi, ở riêng. Ở riêng hết rồi. Chỉ còn hai vợ chồng già ở trên căn nhà này thôi. Rồi. Dạ. Gia đình chú có nhà dưới làng không? Nhà nước cho nhỏ xíu hà, con cho con rể rồi. Tại vì con rể nó có tiền đó, nó bù á. Mình không có tiền làm sao mình dám ở đó để con rể nó ở. Mình ở trên này. Dạ. Là mình hy sinh cho con cái mình ở dưới đó. Rồi, rồi. Mình lên trên đây để mình lập nghiệp. À. Dạ. Thương quá ha. Ở trên này nếu mà làm công việc gì để kiếm ra tiền chú? Đâu có được làm gì đâu. Đứa con nó lên rừng đi cả tuần, lúc về có 100.000, có 150 có đó à. Đi lên rừng kiếm bông đồ bậy bạ, kiếm con nu bậy bạ đó, không có đâu. Kiếm bông là như thế nào chứ? Bông nhung á. À, đường kiếm có mấy cái bông về bán hơn. Về bán á, à, kiếm gạo ăn á. Dạ. À. Có đi biển măng gì không chú? Nãy bảo nó đi bể măng đó. Dạ. Đi cả ngày con đó à. Măng này cả nhà mình. Chú nói cô đi mới bể măng về hả chú? Dạ. Ui, cô bể được một thau với một nồi to luôn ha. Ừ, cái đó là bao nhiêu tiền đâu chú ha? Một ký bữa nay có 5.000 à? Ký 5.000 hả? Đi cả ngày là làm sao mà kiếm được sinh sống hàng ngàn có đâu. Dạ, đi cả ngày được bao nhiêu ký chú? Chủ yếu cỡ đó à. Tầm cỡ đó chắc cũng hơn 10 ký ha. Cỡ 10 ký, 10 ký cho nó 40 chứ mấy? 40-50 à. Ờ, cỡ đó. 50 thì mình đủ mua thuốc bùn ngọt muối à. Gạo đủ đấy. Ký gạo chứ. Mắm muối này kia chứ hết. Gạo lên nữa chứ. Dạ. Trên đây con thấy vất vả quá ha. Vất vả thiệt. Và con được người dân chia sẻ là cái chân của chú bị tật đúng không chú? Còn ở đây thôn làng ở đây đâu cũng biết đâu từ hồi giờ rồi, còn người ta là có, mình là không có. Không, ý là người dân chia sẻ với con là chú là chú bị tật cái chân đúng không chú? Đúng đúng. Dạ. Ừ, bị tật cái chân. Chú bị tật cái chân nào đâu? Cái chân này nè. Dạ. À. Nè, teo luôn nè. Ừ, còn chân này khác. Trời ơi, cả nhà mình nhìn xem thương chưa cả nhà? Ừ. Rồi cái chân chú teo lại còn chút xíu xíu à. Ừ. Bị từ bẩm sinh lúc nhỏ hả chú? À, lúc nhỏ. Dạ. Hay bệnh đau quá làm sao chứ, cha mẹ nó chết teo luôn. Dạ. Vậy sao mình đi núi nổi? Đi đâu cũng được đâu, trong cây mới đi được, còn nếu không có cây thì đi đâu cũng được. Nhờ cái cây. Yeah. Lỡ mà đi xa xa một chút mà lỡ gãy cây là chắc thua luôn. Yeah. Là gần là mình phải lấy tay mình chống lại bên này à, mới đi được. Yeah. Còn đi không giờ đi không được. Yeah. Thầm bò luôn được, bội con nít được. Yeah. Còn đi đứng được, phải nhờ cái cây mới đi được, không là đi không được đâu. Yeah. Yếu quá. Yeah. Chú ơi, cái chân của chú bị vậy á, rồi chú đi lại nó khó khăn lắm không? Nó cứ đau nhất không? Khó khăn lắm, bị nó teo đi không được, đi bằng bò không mới được. Đi bò không hả? Ờ, đi bò không. Dạ, là chú đi như thế nào chú có thể đi một đoạn cho cô chú chị xem được không chú? Chỉ là đi dễ nè. Ừ. Trời ơi, thương vậy. Ừ. Chờ cả nhà mình nhìn xem là chú đi vậy. Dạ.
Đi phải khom khom cái lưng vậy hả? À, đi khom khom, đi thẳng sầm trong trong tay trong chân được. Dạ dạ. Khom khom mới chống được đó. Dạ dạ. Thôi chú tới ghế chú ngồi lại đi chú đi. Là con cảm ơn nha. Trời ơi, thương chưa cả nhà. Vậy sao làm được công việc gì? Chú hả? Làm đâu được gì đúng không? Đâu được gì đâu. Rồi cô ở nhà cô có làm công việc gì không chú? Thì có ai kêu làm thuê làm mướn đâu, đi kiếm ăn bậy bạ. Cô dạ. Cũng đi lên rừng bẻ măng đúng không? Đi rừng bẻ măng, tới mùa măng, bà đi kiếm măng. Dạ. Con cái của cô chú có hay thường xuyên lên trên này để không. Thăm cha mẹ rồi cung cấp cho cha mẹ được ít nào không? Không. Không hả? Đi làm cho có nuôi vợ nó hả? Thôi đâu có cho mình gì đâu. Trời, con thấy đa số người đồng bào họ vậy ha. À, vậy. Lớn lên có vợ, có chồng, có lập gia đình rồi cái không quan tâm tới cha mẹ nữa. Đúng, đúng. Đâu quan tâm cha mẹ nữa đâu. Lâu lâu lên coi cha mẹ có sống chết hay chưa, vậy thôi. Trời chết đã, nó là điện nó mới lên. Trời đất. Còn bình thường mình thiếu thông, bệnh đau không có đâu. Dạ. Mình có tiền thì mua thuốc uống, không có là phải chịu chết. Dạ. Cái chân chú bị vậy rồi có đi xuống trạm y tế hay là bệnh viện gì xin thuốc uống không chú? Lúc cho nó đỡ nhất không? Lúc còn hộ nghèo đó, mình xin được, bữa nay không có hộ nghèo là xin họ không cho đâu. Bây giờ là mình cắt hộ nghèo hả? Mình cắt hộ nghèo rồi. Đó mà không phải... được hỗ trợ được đồng nào hết. Không. Thương quá ha. Trời ơi, mấy em nhỏ ơi, mấy em nhỏ. Thương chưa? Trời ơi, đầu tóc kiểu cọ nha, cột lên thấy chưa? Dễ thương vậy? Cho chú hỏi là tụi con ngồi đây làm gì đây? Hả? Ngồi đây làm gì? Không chuyện đúng không? Ở trên này có bánh kẹo vàng không? Không. Không hả? Anh này anh cười. Cười gì vậy con trai? Hả? Mấy anh em tụi con có đi học không? Có người đi, có người không. Trời ơi, mấy đứa em nhỏ trên vùng núi cao này tội lắm cả nhà mình. Trời ơi, anh kia anh nghịch cái gì vậy? Anh nghịch lưỡi liềm kìa, coi chẳng đứt tay á con. À, bắp quên rồi chứ, hồi nãy bắp có mua cho mấy em nhỏ trên này một số bánh kẹo. Bây giờ chú cho chú tặng bánh kẹo cho tụi con vui không? Vui. Hả? Vui. Vui không? Vui. Vui la lớn cái nào? Ờ. Vui. La lớn lên nào. Vui. Sao yếu quá vậy? Đói bụng quá yếu hả? Trời ơi, thương chưa? Trời ơi, thương quá. Bây giờ bắp sẽ lấy bánh kẹo cho mấy em nhỏ nha cả nhà mình. Lấy bắp có mua một số bánh kẹo kìa. Bắp mới kêu mấy đứa nhỏ xếp hàng lại để bắp phát bánh kẹo này cả nhà mình. Trời, thấy đứng bắt vai rồi thấy dễ thương chưa cả nhà. Trời ơi, cho con người ta có mấy cái bánh, mấy cái kẹo bắt hành hạ con người ta vậy đó. Đúng mấy con. Rồi vô đây. Từng đứa vô nha. Rồi, mà sao bì? Bì hả? Anh chàng đẹp trai đầu tiên. Rồi. Trời ơi, cặp mắt đẹp chưa cả nhà. Mắt lông mi, mắt bồ câu á. Mắt bồ câu con đậu con bay á nha. Lông mi cong vút đây. Rồi con cầm đi từ từ nha. Chưa xong. Rồi. Năm cái kẹo gì đó. Đồng tiền. Ừ, giỏi ta. Rồi, năm cái kẹo nữa. Rồi, hai ra. Cái bánh nữa. Hai cái bánh nữa đi con, hai bánh nữa nè. Lúc A hả, lúc A hả. Rồi, rồi. Lúc A hả. Mấy cái viên, mỗi mấy cái viên này. Lẹ bè nữa. Lọc lọc. Nó ngâm đi, ngâm đi. Ngâm đi. Đây, ngâm đi. Thương chưa? Rồi, tới lượt em tiếp theo. Trời ơi, em này sợ quá, em này bệnh rồi đúng không? Bệnh. Sổ mũi rồi. Rồi, năm cái... cái kẹo. Kẹo này nữa. Rồi.
Từ nhiều. Rồi, 5 cái bánh. Rồi. Dạ sợ lấy chụp liền, chụp liền. Rồi cảm ơn chú chưa? Cảm ơn quý, cảm ơn quý. Cảm ơn chú. Nhà vậy. Phải sợ biết sợ. Rồi, tới lượt anh chàng đẹp trai kia. Cảm ơn nhiều. Hai cái bánh. Đưa mắt đi, đưa mắt. Rồi. 5 cái kẹo đồng tiền. À, trời đá rồi. Rồi lấy áo đựng con, lấy áo này đựng nè. Trời thấy thương. 5 cái bánh. Trời ơi ôm. Cảm ơn. Cảm ơn. Đọc khác ơi. Đâu ấy. Cảm ơn đâu ấy. Rồi. Rồi con chú cảm ơn con nha. Đẹp trai. Rồi, qua kia đứng. Rồi tới lượt cô nàng đẹp gái. Sao nhìn mặt nghiêm quá vậy? Rồi cho con 2 cái bánh. Lúc à giúp. Chạy lên à. 5 cái kẹo. 5 kẹo này. Con lắc á, lâu đi. Có bánh này chưa? Rồi ok, đủ rồi. Cô là cái gì? Hả? Nước tiếng đồng bào hả? Ồ, anh chàng này bự con này đẹp đẹp trai nè. Chơi bộ tóc cột lại rồi thấy ngầu chưa? Rồi con 2 cái bánh. 2, 4, 5. Rồi. Cảm ơn con. Qua đây. Anh này cũng đẹp trai dữ ta. Giống Soho Min Hàn Quốc như vậy. 2 cái bánh. 그래요. 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 Rồi, cảm ơn con. Giỏi. Cảm ơn rồi. Coi anh này cũng đẹp trai nè, anh nào cũng đẹp trai cho nên anh nào cũng đẹp trai hết á. Cho biết đẹp biết cả. Đúng. Cảm ơn. Châu. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn rồi, cho nên thiếu bánh rồi, thiếu bánh xíu chú cho kẹo bù nha. Rồi đứa cái đi, thiếu rồi. Lớn ăn ít hả? Để tí nữa chú cho kẹo bù. Bé này trời ơi, bé này đâu cho ăn kẹo đây được. Bé cho ăn bánh này thôi. Uống sữa thôi. Đây. Rồi còn nữa. Đừng cho bé này ăn kẹo nha con. Nha. Rồi, con thiếu bánh rồi, thiếu bánh thiếu kẹo. Bây giờ con cầm cái này đi, con ra chia cho mấy em ăn nữa nha. Đó. Rồi, bên này kẹo còn kẹo, lấy hết luôn. Ủa, rồi, chia nhau ăn nha. Cảm ơn. Trời ơi, thương quá. Nhà nhìn mấy đứa nhỏ ngồi ăn này cả nhà. Tội chứ. Con đừng có cho bé nhỏ ăn kẹo nha con.
ăn được đâu, nhưng mà còn nuốt được còn cổ bỏ trang bánh thôi. Bèn vừa bọc rồi, con ngồi xuống đây, con ngồi xuống đây thôi. Thương chưa cả nhà, sao lấy bánh ăn đi con hả? Đây là khung cảnh ngôi nhà của gia đình của chú. Bây giờ bác sẽ vào bên trong để quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây là cái bếp của gia đình cô chú này cả nhà mình. Trời ơi, ngôi nhà nhìn cũng rất là thương cả nhà. Toàn cũ kỹ hết rồi. Lỗ lỗ hang hang không? Tối thui cả nhà mình. À, bắp thấy trên này có một chiếc đèn năng lượng mặt trời. Trời ơi, bên trong tối thui mà cái không gian nhìn thấy thương lắm cả nhà mình. Có cái tủ mà nó hư rồi. Ra đến nào nha, tôi ra buộc với tiền con rồi chụp liên tục chụp. Đơn giản chỉ một chiếc chiếu để nằm ngủ thôi. Một cái mùng nữa đây cả nhà mình. Rất là thương luôn. Phía bên hông ngôi nhà chỗ này họ sinh hoạt này, ở đây có nước. Phía sau thì cũng trồng cây chuối này kia, bưởi, cần đợi bưởi bốn đầu riêng cả nhà mình. Bưởi bùi là nhà mà bùi có gì, nhà gia cảnh cũng rất là đào nhà mình tốt rồi. Bưởi đó mình sẽ nó khá là sự gọi này. Cô chú ơi, nhà mình dự trữ gạo còn nhiều không? Không, bữa này là hết gạo luôn. Hết gạo luôn hả? Hết gạo luôn. Dạ. Đi bể măng này kia kiếm ít tiền để mua 1-2 kg gạo thôi. À, có 2 kg không mấy đồ ăn á. Có 2 kg đồ ăn hả? Trời ơi, thương dữ vậy. Mừng ngọt nhỉ. Không có tiền mua nổi 10 kg, 20 kg để dành ra. Không có. Mua từng ký à. Trời ơi, tiền đâu mua nhiều. Mà gạo trên này 1 kg họ bán bao nhiêu cô? Chắc bữa nay 14.000 kg. 14.000 mà gạo gạo không có ngon đúng không? Gạo cũng gạo khô mà. Gạo khô. Gạo khô. Cô chú ơi, con thấy ở trên này là nhà cô chú có trồng sầu riêng hả? Có một cây 2 cây à. Ủa, cái cây đó phải cây sầu riêng không? Đó, cây sầu riêng á, cây à. Em con của bà lên trên này này. Dạ, cũng hay quá ha, trên đất trên này trồng được cũng hay quá. Đất núi. Dạ. Cây riêng nó chịu. Dạ, đất núi là trên này thời tiết không khí nó khí hậu mát mẻ. Nó thông á. Dạ. Cho nên mới trồng sầu riêng được. Còn ở dưới là nắng nóng quá trồng không được. Dạ. Con thấy ở nhà trồng chuối cũng nhiều mà. Nhiều. Sao không chặt, mình không chặt chuối bán? Chặt chuối mà cũng chặt nhưng mà người ta mua nhánh có 3.000 bạc à. Một đúng nhánh 3.000. Một quầy là bao nhiêu? Một quầy có 5 nhánh, 6 nhánh cỡ đó à. Dạ, ý là một quầy bán hết nguyên một quầy là bao nhiêu tiền? Thì có một quầy 15 ngàn. 15 ngàn, bèo ha. Có đó à. Dạ. Mà trồng ra cái quầy chuối rất là lâu chứ bộ. Lâu chứ. Chứ đâu phải là mình trồng cái được liền đâu. Ờ, mà, dạ. Mà họ mua là mua ép quá. Dạ, mua ép giá quá hả? Ép giá quá. Thử mình sinh sống của mình không nổi. Dạ. Là những người thương lái á, họ mua ép giá quá. Ép giá quá. Bây giờ bắt buộc mình phải bán, bây giờ không bán thì đâu đâu có tiền. Đâu có tiền đâu. Mình dạ. Để ăn đâu có nổi đâu. Thì kẹt quá, mình nuôi 1-2 con gà đi bán cũng dễ ha. Gà trên này rất là ngon cả nhà mình, gà đồng bào họ nuôi họ thả cho nó ăn bắp này kia thôi, chứ không có gạo mà cơm rồi cho ăn đâu. Đúng không cô chú? Đúng. Cơm gạo mình không có ăn nữa, nó chỉ cho con gà. Thả nó đi ăn thí vậy ăn à. Đại ăn con trùng này kia. Bởi vậy cái con gà của họ thịt rất là ngon. Mà bán 1 ký là bao nhiêu chú? Cái 90-80 cái đó ha. Cũng rẻ hả? Rẻ, cái gì cũng rẻ hết ha. Họ mua cái gì cũng rẻ hết ha. Ở dưới phố thì một con gà, nói là gà ta mà cũng như kiểu như gà tam hoàng thôi. Thịt nó không ngon bằng gà trên này đâu. Mà đã bán 120-130 ký rồi. Đang có 80 ký. Trên này gà ngon thì bán có 80 ký. 80. Dạ. 1 ký còn 80. Giá rất là rẻ.
Thường thường là gia đình mình ăn cơm với cái món gì cô chú? Muối. Ăn muối lúc đó. Có canh, ăn với canh, có canh, ăn muối, có mắm, ăn mắm vậy à. Thịt cá không có đâu, tiền đâu mà mua. Có cái khô ăn không? Ờ, có cá khô ạ. À. Thà có khô cũng muối cũng mừng, cũng tốt nữa chứ. Dạ. Lâu lâu có tiền thì mua. Ờ, mua dễ cỡ 10 ngàn, 5 ngàn có đó à. Tiền đâu mua nhiều. 10 ngàn cá khô bán được mấy con? Cỡ 6 con à. Trời ơi, 6 con vậy một bữa ăn, ăn mấy con? Thì phải giá với ớt à, ăn chung mới đủ. Trời ơi, giả con cá ra. À, giả con cá ra với ớt. Trộn chung với muối ớt. À, rồi ngồi ăn cho có vị thôi, ăn để lấy vị à, ăn, thôi. Ăn lấy vị, ăn để sống thôi. Dạ, ăn lấy vị để cho nó ngon ngon xíu thôi. À. Trời ơi, thương chưa cả nhà nghe cô chú chia sẻ thương chưa? Quá thương luôn, người kể thì ăn không hết, người lận không ra. Quá khổ, quá khó khăn. Nếu mà đặt cương vị như con mà ở lên trên này sống, con cũng biết làm gì luôn á. Mình quen ở đây mà chưa biết làm gì đây. Dạ. Khó khăn quá. Con thấy trong nhà mình thì có ánh sáng rồi đúng không? Có điện năng lượng mặt trời đúng không chú? À. Dạ. Nước thì mình lấy ở đâu? Cái nguồn nước á? Nước mạch chỗ này nè. Dạ. Nước mạch nó chắc hù cái này. Đầu dạ. đầu xuống á. Bắt ống từ đó xuống đây. Ừ, xuống đây. Có quanh năm không chú? Thì mùa nắng cũng hơi cạn à. Tại hù nhỏ quá. Từ nó mạch cái này chứ mấy. Mình sử dụng cái nước trên đó. Mình đó để uống luôn hả? Uống. Dạ. Uống rồi cô chú có nấu lên không? Không. Để vậy uống luôn. Uống luôn vậy. Không sợ bệnh sốt rét à? Thấy. Không, đáng nghĩ ra thì cô chú phải mình nấu cho nó sôi rồi mình để nguội mình uống chín đó. Cho đỡ bệnh biến á. Tôi quen uống vậy á. Dạ. Còn không có nước thì sao mà tắm chú? À cũng nhờ nước. Tới mùa hạn hán á. Mùa hạn nó cũng đỡ mà không cạn hạn đâu. Cũng còn có nước tắm không? Đủ nước tắm không? À, đủ, nước tắm đủ. Ừ. Nước tắm thì đủ. Còn nước tưới cây đồ là không có. Yeah. Có tắm rồi nấu ăn đồ được. Nếu mà tắm bằng xà bông này kia chắc gội đầu này kia chắc không đủ nước đâu. Cũng đủ chứ. Đủ à? À đủ. Dạ, vậy cũng tiết kiệm chứ. Dạ, tiết kiệm hả? Ờ, chứ sao? Một ca tắm đủ không? Ý là mình hứng trong cái sông này nè. Dạ. Sông đó là đủ. Người mình tắm hết rồi để mùa hết. Mưa này con thấy người đồng bào mình đi biển mặn nhiều quá ha. Nhiều. Dạ. Măng non nhìn đã lắm cả nhà mình. Cô đi bẻ từ lúc sáng tới giờ được nhiêu đó hả? Ừ. Dạ, giỏi dữ vậy. Quát nổi không? Đi lên núi cao mà. Ừ, mệt lắm. Bỏ trong cái gùi này đúng không cô? Ừ, gùi đó. Rồi đi lên núi cao. Rồi đi tìm măng. Rồi quát cái gùi măng đi vòng nhé. Ừ. Rồi rất là mệt nha. Mệt lắm, lên xuống. Đi dạ. Ngang, đi dọc, đi xuống. Mới được giác, nửa gùi. 2-3 kg là còn thấy mệt rồi mà nhát 10 mấy kg, 20 kg thôi. Đuối á. Đúng. Đi lên dốc đuối lắm chứ. Leo đá, leo này, chỗ này, chỗ kia rất là khó khăn. Già nữa. Dạ. Đi đầu cuối cũng đau. Với lại đi, cô có sợ rắn đúng không? Sợ chứ. Sợ đúng không? Nhiều khi trời mưa rồi ớn lắm chứ. Đó, chú làm rắn cỏ. Rắn nó hay trú trong mấy cái lá ổn á chú. Mới cắn được 2 tháng rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi, chú bị rắn cắn hả? Đau gì mà đau, thôi nhất. Trời, cái ngón tay đó hả, bị quéo luôn hả? Quéo luôn. Thúi luôn rồi, con thấy đen thui lùi luôn rồi. Ừ. Cắn rồi, chú có uống thuốc gì không? Trời, có gì đâu. Mà rắn gì, có phải rắn độc không? Rắn độc á. Rắn độc mình cắn, ừ, nếu mà ấy chết luôn á chứ. Rắn đâu rồi, phải dính nước là tay này phải đứt hả? Dạ. Đau nhất cái lắm. Dạ. Chú là người đồng bào, chú có cái bài thuốc gì mà chị... Cũng không biết đâu. Rắn cắn hay không? Không. Không biết luôn hả? Nếu biết mình đỡ chứ. Dạ. Mình không biết không? Đù. Mà sao chú bị cắn vậy? Làm cỏ, nhổ cỏ. Rồi, nhổ cỏ nó, cho nằm dưới cỏ mình không thấy. Được. Làm cỏ mình không thấy. Rồi. Làm nhúng gai đâm à. Tưởng đó là gai, cuối cùng thấy chảy máu. To không chú? Cỡ này ha, đau nhất cái lắm. Chừng cái hả? Ừ, cỡ đó. Trời ơi. Còn gì lớn, cỡ đó là mình đủ. Chắc cái con rắn nó không có độc bao nhiêu chứ gặp cái con rắn độc nó cắn một phát là chết con tươi con kia nó gì nữa, con kia là đi 3 bước còn chết. Dạ. Rắn này mà cũng độc mà nó đau nhất lắm. Dạ. Đau khi lớn. Trời ơi, thương đi cẩn thận chú ơi. Chú có nhà... À, chú có mang ủng mà. Đúng có không? Ủng, dù có ủng nó cắn cũng lũng à.
Dưa vậy? Lũng. Mang ủng mà con rắn nó cắn lũng luôn hả? Lũng. Tối qua anh kia anh trong làng đó cũng đi gặp nhau chủ thầy lễ lấy độc hả? Dạ. Ông mang ủng á. Lũng luôn. Trời ơi. Có đó. Nó cạp cái lũng luôn hả? Lũng. Răng nhọn dữ vậy? Càng dày nó càng bắt đầu nhả độc nhiều hơn nữa. Dạ. Trời sẩm tối rồi cả nhà mình, mưa chuẩn bị mưa đúng chú ha? À. Hôm qua ở đây mưa lớn không chú? Mưa lớn. Trời ơi, dưới kia con thấy mưa tầm tã luôn mà. Mưa. Tới mùa này mưa mà. Dạ. Trời ơi, chuẩn bị mưa lớn rồi cả nhà mình, ở trên núi mù đen hết rồi kìa. Cả nhà mình nhìn thấy trời mà sẩm tối như vậy là sắp mưa rồi. Tại vì giờ này mới có 3 giờ à. Đúng chú? 3 giờ đúng rồi. Mới 3 giờ à, mà tối thui vậy là biết trời sắp mưa lớn rồi cả nhà mình. Thường quá, cuộc sống khó khăn. Miễn sao mình có miếng gạo mình ăn mình sống qua ngày là được rồi. Ừ vậy, khỏi còn có thịt miễn sao là có gạo. Dạ. Có gì ăn gì. Chủ yếu nhất gạo thôi. Ăn là để sống. À, ăn để sống. Chứ không phải sống để ăn. Ờ à, đúng. Dạ. Thường quá. Con cái thì không có giúp được cái gì hết. Đúng rồi. Như con cái làm ăn có thì lâu lâu cho lên đây mua gạo, mua đồ mắm muối hỗ trợ cho cha mẹ cũng đỡ chú ha. Bự vậy đâu có đâu. Không có hả? Không. Con cái chú, cô chú cũng khổ hả? Chú khổ. Cũng ông vợ cũng đi làm thuê làm mướn á. Chỉ đủ nuôi gia đình bé nhỏ của con chú thôi. À, của tụi nó không? Dạ. À, rửa măng đó đem đi bán hả cô? Bán. Dạ. Ký có 5.000 bạc. Măng đây gọi là măng gì cô? À, măng lê. Măng lê là ngon nhất hay sao? Ngon. Dạ. À, măng lê ngon. À, con có biết cái loại măng mà măng lồ ô gì hả? À, măng lồ ô nó bỏng quá. Dạ, măng lồ ô nó to đúng không? Nhưng à, to mà nó bỏng. Ăn không ngon bằng măng này đúng không? À, không ngon bằng măng lê. Măng lê này ít đắng. Ít đắng hả? À, ít đắng. Còn có măng tre nữa chú? À, măng tre là có bờ suối mà có. Dạ, măng tre ngon hơn hay là măng này ngon hơn? À, măng này ngon hơn chứ. Vậy là măng này là số 1. Ừ, số 1. À, măng lê. Mà số 1 bán có 5.000 ký. Cứ vậy đó, sao đó. Sao chị nói. Có như vậy à? Dạ. Mua về mới hộ, mua cái gì cũng vậy à. Ở dưới con thấy thành phố họ bán măng là mấy chục ngàn ký á. À, đây làm gì có. Dạ. Bán măng rồi, rồi chuối, gà cũng vậy à. Có mình bán. Ồ, mua ép quá. Hồi mấy xíu để lại cho con đi, con mua 4.500. Chỉ cho con luôn cũng được. Thôi, con nói giỡn chú á. Thôi để chú, cô chú bán đi bán kiếm tiền mua gạo ăn chứ. Nửa lòng nào ai đâu mà lấy cô chú. Cô chú cho con không lấy đâu. Mà con cảm ơn cô chú nhiều nha. Rồi. Dạ. Hôm nay con tình cờ biết được cái hoàn cảnh của cô chú. Nói chung là cô chú với lại con có duyên á. Thì con sẽ... Và con đã xác minh cái hoàn cảnh của chú cũng rất là khó khăn, rất là thương luôn cả nhà mình. Thì con có mua một số thực phẩm thiết yếu của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi gắm cho con. Là con đem lên con trao tặng cho những người nghèo khổ ở trên vùng núi này. Dạ. Đây là món quà tình thương của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở phương xa, trong nước và ngoài nước luôn. Có nghĩa là ở trong Việt Nam mình cũng có, mà nước ngoài cũng có. Bên Mỹ, Canada, Úc rồi tùm lum hết á. Dạ. Mong cô chú nhận cái món quà này cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân vui nha cô chú nha. Rồi. Dạ con cảm ơn cô chú rất là nhiều luôn. Rồi con tặng cho cô chú một thùng mì nha. Rồi cô chú để dưới đi. Rồi cô chú nói là không có cá ăn thường quá. Mua 10.000 cá được có mấy con cá. Rồi sao rồi. 6 con, 5 con có đó. Rồi phải đâm con cá rồi diễn ra trộn chung với lại muối ớt. Để mình ăn cơm, mình ăn cơm cho nó ngon chút xíu thôi chứ còn đó phải ăn, không dám ăn nhiều. Ba người phải ăn vậy. Dạ. Đây, con tặng cho cô chú 3 kg cá luôn. Đó, cá cơm. Cảm ơn con. Cô chú ở trên vùng núi rất là thích cá biển. Thấy cá rất là thích cả nhà mình. Tại vì cá khô để lâu được. Mình ăn hàng ngày nó cũng đỡ hơn cô chú hơn. Có miếng ăn ngon xíu, mình có sức, mình đi khỏe, mình đi làm. Chứ tự nhiên đi làm về cái nấu nồi cơm ra. Rồi ăn. Rồi... Dạ, ăn chén muối ớt. Trời ơi, nhìn xót xa luôn cả nhà mình. Ăn mình không có sức khỏe để mình đi làm công việc luôn. Rồi, 3 kg cá. 3 kg là 3 bịch. Rồi, con tặng cho cô chú nha. Dạ. Rồi, con tặng cho cô chú 10 kg gạo nữa nè. Dạ. À, cô chú nói hết gạo đúng không? Dạ, tặng cho chú 10 kg gạo.
bột ngọt nêm canh. Dạ. Một bịch đường. Một chai nước mắm. Một chai nước tương. Một chai dầu ăn. À. Một bịch xà bông giặt đồ. Dạ. Hình như con thấy là chú thích uống trà đúng không? Dạ, con tặng cho chú hai bịch trà luôn. Để chú uống trà chú đỡ buồn. Người lớn họ hay thích uống trà cả nhà mình. Nước xà bông rửa chén. Rồi, con tặng 4 bịch muối nữa. Muối iốt. Rồi, một lóc cá hộp. Chú biết sử dụng cá hộp đó không? Chưa. Chưa biết ăn luôn. Chưa biết ăn luôn, tiền đâu mà biết ăn. Trời ơi. Này chú à, cái đây là cái chỗ cái nắp khui. À, chú dùng ngón tay. Chú nắm cái nắp này, bật lên, kéo lên. Rồi chú bắt cái nồi lên bếp á, cho nó nóng nồi đi. Rồi chú đổ cá ra. Hâm kiểu như mình hâm cho nóng nóng rồi mình ăn cơm thôi. Cho nó ngon đó chú ạ. Tại vì cái cá này nó chín sẵn rồi, họ làm chín sẵn rồi. Nha chú nha. Dạ. Rồi, chú biết cái này không? Cũng biết luôn. Không biết luôn hả? Ồ, chào. Chào. À, chào, cái này là chào mà. Chào, chào. Dạ. Cái này là chào để mình chấm rau rừng mình ăn. Ăn cơm rất là ngon đó chú ha. Dạ. Dạ, chấm măng đồ được hết. Chấm măng được hả? Tại vì con chưa chấm măng lần nào, con cũng không biết nữa. Không biết có kỵ gì không nữa. Dạ. Hồi đó giờ cô chấm măng ăn lần nào chưa? Chưa. Chưa hả? Chấm, ví dụ mà có chấm được chứ, có gì đâu. Mà chấm măng được chứ. Dạ. Con sợ nhiều thứ nó kỵ nhau á. Không có. Con cũng chưa biết nữa. Không có. Dạ. Thôi mình thấy, cảm thấy chấm cái gì được thì mình chấm nha. Được rồi. Có khi nào chấm lá đu đủ không chú? Ồ, lá đu đủ là chấm cũng chả muối. Cái món lá đu đủ là cái món ăn truyền thống của người đồng bào mình đúng không chú? Đi lâu lâu mình thèm lòng ăn. Dạ. Ăn nước ăn đâu đủ. Đắng quá. Đắng quá hả? Ừ. Rồi. Con tặng cho chú một chai dầu nóng mặt trời để cô chú xoa bóp tay chân. Rồi, một chai dầu gió xanh để cô chú bôi những lúc mình bị nhức đầu, đau bụng gì đó. Thì sao, cảm ơn con. Dạ. Trong rừng ở đây có cây này nè. Rồi, hết luôn. Rồi, một số bánh kẹo để bắp đã phát cho mấy em nhỏ. Và con sẽ xin cô chú anh chị mà thường quân trích ra một ít tiền mặt nữa để dành tặng cho cô chú phòng thân những lúc mình thiếu thốn thức ăn này kia, thiếu gạo hoặc là mắm muối, hoặc là những lúc mà cô chú ốm đau bệnh tật gì đó, cô chú lấy số tiền đó để mình sử dụng nha. Dạ, con cảm ơn cô chú. Con sẽ đọc tên cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cái hoàn cảnh của cô chú á, cho cô chú biết tên nha. Dạ. Chị Thiên Thần ở bên Úc 200.000, cô Thư quận 9 200.000, cô Dương Mỹ Châu ở thành phố Hồ Chí Minh 200.000, bác Minh Mẫn ở Mỹ 200.000, bác Nguyễn Thanh Nga ở Mỹ 200.000, chị Na Si và tập thể ở Cali 500.000, dì Hai Vui ở Úc 500.000, chị Cẩm Vân ở Mỹ 200.000, cô Tiến ở Mỹ Tho Tiền Giang 200.000, chị giấu tên ở bên Mỹ 200.000, chị Đồng Hương 200.000, cô Nguyễn Thị Phải ở Cali 200.000, chị Maria Huy ở Cali 200.000, chị Mai Thanh Hà ở Mỹ 200.000, chú Trần Văn Thí ở Cali 200.000, anh Trần Ngọc Châu ở Cali 200.000, cô Thuận quận 2 200.000, cô Úc Kiều ở Cần Thơ 200.000, cô Giàu ở Cali 200.000, cô Teresa Phương ở quận 11 200.000, chị Tính Hạnh ở Cali 200.000. Tổng cộng số tiền Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho gia đình cô chú là 4.800.000. Con mua những số quà đã hết là 1.440.000. Lấy 4.800.000 trừ cho 1.440.000. Số tiền còn lại con gửi cho cô chú là 3.360.000. Dạ, bây giờ con gửi tiền mặt cho cô chú luôn nha. Dạ, con gửi
chú nha, chú biết tờ bao nhiêu không? Biết. Tờ nhiêu chú? À, 500. Dạ đúng rồi. 1 triệu. 1,5 triệu. Rồi con gửi cho cô nè. 2 triệu. 2,5 triệu. 3 triệu. 3,1 triệu. 3,2 triệu. 3,3 triệu. Rồi 60.000 lẻ nữa là đủ nha cô chú nha. 3 triệu. Cảm ơn con nhiều. 360.000. Cảm ơn con. Dạ chú ơi, cô chú anh chị mà Thường Quân thương cho cái hoàn cảnh của cô chú á, và hỗ trợ cho cô chú một ít tiền, một ít quà vậy á, cô chú có đôi lời cảm ơn gì gửi đến cô chú phương xa không? Có chứ. Dạ chú mình cảm ơn mấy con giúp đỡ cho chú. Chú không biết gì nói nhiều hơn. Con chú cảm ơn. Dạ thôi con cảm ơn cô chú nha. Vậy được rồi. Cô chú con chúc cô chú thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ. Chắc có lẽ thì bắp sẽ xuống núi thôi cả nhà mình. Trời sắp mưa giông bão tố rồi cả nhà mình. Một lần nữa bắp cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã dang rộng vòng tay mở lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho cô chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành và theo dõi những tập video của bắp nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà đừng quên bấm cho bắp một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần cho bắp nha cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị ở những tập video tiếp theo. Bye bye.